trời mưa rồi. Tốt quá, mưa xong sẽ có cầu vồng. Ui, lạnh quá. Sau cơn mưa, trời thiệt là sáng sủa, mát mẻ nữa chứ. Ôi trời ơi, cầu vồng. Ý, thật là may khi chị Vân Trang xuất hiện. Làm nãy giờ lo lắng, không biết nhờ ai chụp hình cho nữa. Ủa, là cả cầu vồng hả? Sao em đứng đây run cầm cập vậy? Dạ, tại em đứng trú mưa cũng lâu, để chờ cầu vồng xuất hiện á. À, chị hiểu rồi, em coi chừng bị bệnh đó nha. Dạ, nhờ chị Vân Trang chụp giúp em tấm hình nha. Em đúng là trẻ con mà. Em tạo dáng nha. Ôi, sao mệt, chóng mặt quá. Ôi, cầu vồng ơi, em có sao không vậy? Em sao vậy? Không được, theo chị qua nhà Đốc Tư Khỏe để nhờ Đốc Tư Khỏe giúp nha. Đi thôi em. Tình trạng của cái cầu vồng sao rồi hả Đốc Tư Khỏe? Dân Trang bình tĩnh, do cải cầu vồng bị viêm họng từ trước rồi, lại nhiễm lạnh do mắc mưa nên mới trở nên nóng sốt và ngất xỉu. Vậy có cách nào giúp cho cải cầu vồng không hả Đốc Tư Khỏe? Rất may mắn có Rau Trai đang ở trong bếp cùng với Đốc Tư Khỏe nên có thể hỗ trợ kịp thời nè. Đốc Tư Khỏe có thể giải thích rõ hơn về Rau Trai cho Vân Trang cũng như là quý vị khán giả được biết không? Theo y học cổ truyền, Rau Trai còn được gọi là thai lai trắng. Thuộc họ thai lai, có vị ngọt nhạt, tính hơi lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi thủy, tiêu thủng. Dạ, còn theo nghiên cứu của y học hiện đại, axit parahydrocyanamic, thành phần của chất comenilin được phân lập từ rau trai em, có tác dụng kháng khuẩn ạ. Vậy thì chúng ta phải sử dụng rau trai như thế nào mới có thể cải thiện được tình trạng viêm họng hay Đốc Tư Khỏe? Chúng ta dùng 20-30 gram rau trai khô hoặc 40-50 gram tươi sắc lấy nước uống. Hoặc có thể dùng từ 90-120 gram rau trai tươi rửa sạch rồi giã nát, cho thêm một ít muối, giặt lấy nước cốt, ngấm và nuốt dần, ngày 2 lần sáng và tối nha. Wow, nếu nói như vậy, thật quả là đơn giản để thực hiện luôn, đúng không quý vị khán giả? Theo như Vân Trang được biết thì rau trai còn được sử dụng như là một loại thực phẩm nữa. Có đúng không Đốc Tư Khỏe? Đúng rồi Vân Trang. Chúng ta có thể chế biến rau trai thành các món như là rau trai luộc, rau trai xào tỏi, rau trai xào tép, canh rau trai tập tàn nấu tép. Rau trai ơi, khi sử dụng em cần phải có những cái lưu ý gì hay không? Dạ, mỗi ngày chỉ nên dùng rau trai em từ 30-40 gram ở dạng tươi. Người có tỳ vị hư hàn cũng không nên dùng em ạ. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng rau trai, không nên tự ý dùng và lạm dụng rau trai trong thời gian dài. Đến bệnh viện để có thể chẩn đoán chính xác và điều trị viêm họng thích hợp. Để ngăn ngừa viêm họng, cần vệ sinh cá nhân sạch sẽ, giữ ấm cơ thể, hạn chế các loại nước ướp lạnh, tránh nơi ô nhiễm không khí, thực hiện lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học và luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Cải cầu vồng cũng như là quý vị khán giả, hãy nhớ lưu lại những thông tin vô cùng hữu ích này để sử dụng khi cần thiết nha. Tiếc là thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Vân Trang, Đốc Tư Khỏe và các bạn nhỏ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Đốc Tư Khỏe lần sau. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.